Hello anh em, xin mời em đã trở lại với channel mình, channel của Tài Chính Mi. Rất vui vì được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại một cái web huyền thoại, đó là web đại chiến của Ano.com nha anh em. Thì để anh em đã xíu mình chỉnh lấy khung hình đó nhá. Cái khung hình này nó hơi sai lệch một xíu cho nên là ok, right. Ui, mới vô gì mình thấy dân cư nhộn nhịp thế nè, kỳ lân rồi các kiểu nha, đông thế. À, mình là đây hả? Mình cứ tưởng nãy giờ mình cửa anh kỳ lân chứ. Rồi, ok. Thì mình vừa được mượn được một ạc của một bạn trên Facebook. Nói chung thì ạc bên web đại chiến Wano.com. Ạc của mình thì mình không có thời gian chơi nhiều. Mình đưa cho một số anh em để cày cuốc cho anh em. Khi nào có những cái con tướng mới, những cái gì mới thì mình sẽ vào quay clip thôi. Còn hôm nay thì mình mượn được một ạc cũng bên đây. Nhưng mà có điều ạc này thì đã quá là mạnh rồi anh em. Cấp 165 lực chiến là 8 triệu. 8 triệu phải không? 8 triệu anh em, 8 triệu. Tên nhân vật là Léo Lèo anh em. Léo Lèo, nghe có vẻ hơi hơi sai sai nhưng mà thôi kệ. Tên sao mà đọc dạy nha anh em, tên là Léo Lèo, còn anh em muốn hiểu nghĩa thế nào thì anh em hiểu rồi ok. Như thường lệ chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa like chưa subscribe đăng ký kênh thì ấn vào subscribe đăng ký kênh, nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha anh em. Rồi ok. Thì nội dung của hôm nay thì mình định là vào test tướng, nhưng mà thôi chắc là mấy tướng thì mình sẽ để sau test cho anh em xem nha. Đầu tiên thì nhân tiện đây mình cũng sâu sơ qua một số con tướng của nick của bạn. Anh em muốn mình test con nào trước thì em để lại comment bên dưới nha. Đầu tiên là chấp bờ xe tăng thì mình test rồi nha anh em. Anh em nào chưa xem được clip thì cứ lên YouTube gõ là VHTZM chấp bờ xe tăng là được. Rồi, tiếp theo là thanh niên Senji, là Senji phiên bản siêu cấp. Râu trắng, kiểu râu trắng tứ hoàng. Đấy. Fujitora kiểu phiên bản có cái vòng tím phía sau. Còn đây là Destination Sisa. Đấy, rồi thì anh em muốn mình test con nào trong bốn này trước anh em comment nha. Senji, Fujitora, râu trắng và Destination Sisa. Rồi, thì anh em muốn mình test con nào trước anh em cứ nói. Còn bây giờ thì nội dung của clip hôm nay thì mình sẽ vào tham gia cái hoạt động đó là đại chiến chiến cuối 12 đỉnh ở đây. Đấy. Ở đây thì có hai cái ô bên đây bị khóa rồi, đó là vượt ải Red Line vô biển. Thì nói chung là sắp tới khi nào mà mở thì mình sẽ tham gia cho anh em xem. Còn bây giờ hiện tại mình sẽ đi cái 12 đỉnh này cho anh em xem nha. Tại vì theo như bạn chủ hoạt nói thì chúng ta có thể thuê được những thanh niên rất là mạnh, ví dụ như là xe tốc đỏ hay là ai đó. Mình sẽ vào cho anh em xem trước luôn. Đây, thuê công hội nha anh em. Trời ơi, cái gì đây? Thì chúng ta có thể thuê NL chúa trời nè anh em. Chu cho cái nhẫn nè anh em. 160, mã số vàng, mã số đỏ, mã số tím. Ngọc 187.5%, chu cho. Mình thấy cái luồng điện này giống như kiểu con chim điện anh em, nhưng mà có điều màu tím tím. Mà mặt thì giống con hổ là sao ta, giống con cú. Mình cũng không biết đặt tên sao cho nó hợp lý, thì chỉ biết gọi là NL chúa trời thôi. Cái này kiểu sao ta, điện thì chắc chắn gọi là lôi rồi đó anh em. Nhưng mà giờ mình phải đặt cái tên gì đó lôi cho nó hợp lý. Đĩa lôi hay là tử lôi hay là cái gì đó lôi. Thần lôi hả ta, thần lôi giáng thế. Ok, mình sẽ đặt cái đây là NL chúa trời thần lôi giáng thế nha, hay ho một chút. Rồi ok, thì hệ số anh em thấy rồi đó, khá là ghê, độ đen các kiểu. Bên đây là sen tốc đỏ nè. Nhưng mà chúng ta có thể thuê một trong hai. Đấy, anh em thích mình thuê ai thì em nói. Nhưng mà clip hôm nay thì chắc là mình sẽ thuê đang thuê sẵn sen tốc đỏ rồi, cho nên chắc là mình sẽ quay về sen tốc đỏ ha. Thì mình sẽ dùng sen tốc đỏ này để mình đi vượt ải chiến cuối 12 đỉnh này cho anh em xem coi như thế nào nha. Ui, thanh niên này ghê hơn. À, đồ này chỉ được 150 thôi. Này 155. Ui, vậy là NL thì ghê hơn nè. Đúng rồi, lực chiến so với lực chiến là một mình thằng L này thôi. NL này thôi là 8 triệu. Còn Xuân Tốc Đỏ chỉ có 6 triệu thôi anh em. Ok. Nhưng mà hôm nay thì giờ mình sẽ thuê Xuân Tốc Đỏ nha. Tại vì đã thuê Xuân Tốc Đỏ rồi, Xuân Tốc Đỏ rồi anh em. Cho nên mình sẽ tiếp tục dùng Xuân Tốc Đỏ này để vượt ảo cho anh em xem có thể Xuân Tốc Đỏ như thế nào nha. À, mình sẽ reset cái này. Đây, có sẵn rồi nè anh em. Như là trận hình của mình thì bao gồm Fujitora, râu trắng, rồi Senji các kiểu nữa. Nhưng mà thôi, chắc mình sẽ tháo ra hết. Đi một mình anh xoay sen tốc đỏ coi có win được hay không đã nha. Tháo Fuji ra với râu trắng ra đi. Đấy, để coi mình anh Xuân tốc đỏ có gánh tem được không nha anh em. Ủa sao râu trắng tháo không được anh em. Chúc cha, không tháo được thôi, khỏi tháo. Rồi, giờ đi luôn nha, đi mức độ khó nhất trước nha anh em. Rồi, đây là sen tốc đỏ phiên bản, gọi là phiên bản nâng cấp nha anh em. Đây cho anh em xem lại, một mình anh Sen này thôi là 6 triệu. Biểu tượng này là hiểu rõ nhược điểm. Thanh niên Sen này bắn đánh bằng vũ khí, rèn 155, mã sao vàng, mã sao đỏ và 9 sao tím nha anh em. Ngọc 187.5%, ghê chưa?
Trái quỷ đang là sở hữu là trái hổ đen trọng tầm, tuyết quái tên lửa, với lại trái ôn dịch 8 sao. Kinh. Nên gần 8 sao luôn em ạ. Ôn dịch thì nó kiểu theo xoáy xoáy, nhưng mà chắc chắn nó sẽ không bằng được trái trái gì ta? Trái gì mình quên tên bên năm số 8 rồi ta, trái gì mình xoáy xoáy ghê ta? Trái chu choa có cái tên sao mình quên nhanh đó nhờ, trái gì mà xoáy xoáy ta? Anh em nào còn nhớ để lại comment với mình nha. Trái gì ta? Long hồn, đúng rồi, long hồn anh em. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ vào đánh đại một nha. Rồi, anh Sen có gánh tem được hôm nay anh em. Như vậy là anh tung ra một cú chém ngàn cân treo sợi tóc, nhưng mà thanh niên kia thì như là giảm được vật công, miễn vật công như là không chết. Rồi, rau trắng đánh bằng tuyệt chiêu cho nên rau trắng ra tay cho anh em. Rồi, nói chung là anh Sen mạnh đấy anh em. Một chém thôi là banh bay hết tem luôn. Chúng ta cùng xem skill của anh Sen một lần nữa nha. Như là anh rút ra cái kiếm nè, sau đó thì tạo ra những cái quả địa cầu thế giới rồi đem đối phương chết queo luôn, nhưng mà trong đó thì có một đứa nó sẽ miệng vật công, thành ra là miệng sát thương vật công nha anh em, cho nên là xe tốc đỏ sẽ đánh yếu hơn so với cái thanh niên đó. Rồi. Nhưng mà mình thấy mấy cái này đánh là vèo vèo đó anh em. Ui không thấy đam của mấy người dưới đây luôn, ngon. Sen mạnh quá anh em ơi, Sen đã mạnh giờ rồi. Ui trước khi đánh là mình thấy có cái dấu ấn nè anh em, đây anh em có thể để ý lại ngay chỗ này đấy, có một cái hoa văn hiện ra anh em thấy không. Đây mình sẽ khoanh chỗ này nè anh em, để ý nha, mình nghĩ chắc ai cũng để ý thôi. Đây ngay chỗ này, ngay chỗ đó nha anh em, đó giờ có một cái hoa văn ấn chú khá là ghê luôn ấy. Rồi nhưng mà vẫn vẫn win dễ dàng thôi. Chúng ta tiếp tục với ai năm. Ui anh này cũng y chang ngày nãy luôn, mấy đứa như này không dính sát thương mà cũng chết anh em à. Thấy xem tốc đỏ là sợ quá, đái ra quần tự lăn ra chết luôn. Rồi ai này kiên thủ trong năm lượt nữa chứ, chán thiệt, mình giết luôn với kiên thủ làm gì, hạ đo ván nó luôn anh em ha. Rồi ai này ai bảy nè, ai bảy thì tiêu diệt dâm bill gấu trúc là chúng ta win, nhưng mà mình giết hết luôn. Ủa sao đi về vèo ta, tức là đi về vèo vậy thì còn gì nữa là điểm nữa, lấy full điểm liền anh em. Trời ơi ngon chưa, cái này anh em thấy tác dụng của công hội mạnh chưa, cái hoạt động này là thắng bại là tại tướng của công hội mạnh, thắng bại tại công hội cho nên là nếu mà công hội chúng ta có những thanh niên mạnh thì cho thuê những đứa mạnh thì sẽ rất là tiện lợi luôn anh em, cực kỳ tiện lợi luôn, đi mát sao dễ dàng, mặc dù mình yếu nhưng mà đồng đội của công hội mình ngon thì mình vẫn win như thường. Rồi, thanh niên này miệng vật công nè chú cha, đừng nói miệng tuyệt chiêu luôn nha. Rồi xong luôn, hiểu luôn anh em, mình có cảm giác thua ở đây rồi đó. Chú cho mạnh thế, ghê quá anh em ơi. Rồi rồi thôi 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 thôi, chờ xem tốc độ có nổ bao luôn anh em ơi, cái tình hình này là không thể nào mà win được rồi. Không biết điều kiện thắng quả này là gì đây, có bao này anh em, có bao. Ui mẹ ơi, đồ trắng ghê vậy, long trời lỡ đất luôn anh em ơi, kinh quá. Còn anh xem này là skill gì đây, ui ui ui, chém được thánh gia anh em à, cực kỳ ghê luôn, đẹp vãi linh hồn. Trời ơi lâu rồi mới được chứng kiến một cái cảnh tượng skill đẹp như thế. Đây đây có nổ nữa anh em. Ui what? Một cái đường chém cực kỳ nhanh nha. Ủa cái gì vậy? Qua đâu ra vậy? Tại sao có cái kiếm ánh sáng của Kizaru trên trời nữa anh em? Gắt vậy? À này hơi khó khó nhằn đó anh em. Căng thẳng thiệt. À này chúng ta cần thắng trong năm lượt nè. Nếu mà gặp ui là gặp con đó nữa là thấy có nguy cơ thua rồi. Giết chết hết nhưng mà vẫn còn con này. Trong năm lượt mà không giết được là coi như thua nha anh em. Toàn được bùa em à. Chúng ta lại tiếp tục chứng kiến được những skill nổi của Sen rồi. Tại vì anh này rất là trâu luôn anh em, tốn khá nhiều thời gian, hiện tại là hai lượt rồi đó. Ok. Ok, nhân vật chính là bị dính quá đá rồi đây mà. Dính quá đá rồi anh em ơi. Toàn, toàn, toàn. Khá toàn anh em. Khá là toàn anh em, trời ơi. Như kiểu bom nổ bùm bùm luôn anh em. Sen có nổ rồi, chúng ta cùng chờ Sen thể hiện. Chu cho. Ôi vậy là, à có kìa, kiếm ánh sáng anh em, hai cái kiếm ánh sáng nha. Không biết ở đâu ra nữa. Rồi xong thua rồi. Anh này thua rồi anh em ơi, năm lượt không win nổi rồi. À, máu không rút nổi luôn kìa. Thôi bó tay, trông cậy vô rau trắng xem sao. Thì rau trắng có win không? Chu cho, trời ơi, thiếu một chút nữa anh em ơi. À. Khá là buồn cho một cuộc tình nhưng mà không sao. Giờ mình sẽ lắp đồng đội của mình vào. Nếu mà không win được thì phải cầu cứu đồng đội thôi chứ giờ biết làm sao. Cho Fuji ở đây. Rồi thêm hồi nãy ai đặt ở đây ta anh em? Nãy ai đặt ở đây thế?
Thằng này ai đặt ở đó thế à? Shisha với Chopper nên mang đứa nào? Chopper đi ha. Thử mang Chopper coi. Nó mang Shisha đi, dù sao cũng có đam hơn là Chopper. Rồi giờ mình phải thuê lại thanh niên xanh tóc đỏ nè. Tốn 5 vàng nha anh em, tốn 5 vàng. Thôi hy sinh 5 vàng thôi, giờ biết sao được. Rồi đi lại nè anh em. Anh này chua thiệt. Dính cái con miệng vật công nữa chứ, đen thiệt anh em. Ok, chết hết đi bạn ơi. Ủa sao lần này không chết hết luôn vậy? Sen này chơi bời vậy đây, giờ bị người ta khống chế luôn. Trời là trời. Chuyện gì vừa xảy ra vậy anh em? Đau đớn thiệt. Rồi trận này thua thảm hơn trận nãy nên mình thề anh em luôn. Ý, khoan. Mình thấy có niềm tin chiến thắng rồi đó. Ui nhưng mà CC ghê vậy, nhanh chóng giết mấy đứa kia đi trời. Nó cứ CC khống chế Vujidora thì đánh đâm cái gì. Oh my god, choáng luôn kìa anh em, choáng quá trời luôn kìa. Rồi ok. Nhưng mà vẫn bị mất một tuôn. À đây là đánh được rồi. Chú cho. Iso đánh là cái gì vậy anh em? Ok, lần sau thì những cái clip sau mình sẽ test chi tiết hơn nha. Ai này thì đang là cần thiết quá cho nên mới mang cho thôi chứ thực ra mình cũng không muốn mang cho đâu. Để lần sau test cho nó hấp dẫn. Chứ giờ cho anh em thấy skill thì cũng mất hay. Thì đây là 4 lượt rồi anh em à, 4 lượt rồi. Chỉ còn một lượt cuối cùng thôi. Không win được là coi như toàn đấy. Không có chúng đọc chúng điếc gì hết thế à. Rồi ok. Mình nghĩ là win rồi đó anh em. Nó chỉ còn bao nhiêu đầy máu thôi. Yes, come on baby. Come on baby. Yes, come on baby. Win rồi anh em ơi. Tuyệt vời. Rồi, đi luôn I11 với cái team này luôn nha anh em. Ai này cũng cần thắng trong 5 lượt nè. Không biết là có cái đứa nào miệng được sát thương vật công không đây. Rồi như vậy là có một đứa cung phu bạo nộ. Mình có vẻ mình thua nữa rồi anh em ơi. Ngay cả anh Sen mà cũng bị dính khống chế này là sao. Rồi thua rồi. Chấp nhận thua nha anh em. Ai này không cần phải đánh nữa đâu. Ui bỏ tay chấm còm luôn. Không biết là mức độ cao nhất của bạn chủ ạc đi có được full sao không. Nhưng mà bây giờ chúng ta giảm xuống mức độ thì không biết có win không nhờ. Tính ra nãy giờ mình đi mức độ cao nhất nữa chứ. Đèn thiệt. Cố gắng đi mức độ cao nhất làm gì không biết. Bây giờ nếu ví dụ như hiện tại mình đang 40 sao, hai ải này mình đi này 45 hả? Như vậy là mình đi 3 sao với 2 sao là cũng đủ rồi, đúng không? Rồi, ok. Đánh mức độ 3 sao thôi anh em, giảm xuống 1 sao 3 sao. Như vậy là giảm xuống 1 sao thì thanh niên thì vẫn còn sống nhăn răng luôn anh em ơi. Nhưng mà không biết có win nổi không đây. Điều kiện thắng quả này là cũng cần trong 5 lượt. Cho nên nếu mà không win trong 5 lượt là coi như cũng toang rồi bu em ơi. Có vẻ là thua luôn anh em ơi. Thôi thua rồi, thua. Không cần phải xem nữa đâu anh em, 5 lượt không đủ để đam được cái lượng máu này đâu. Ui. Sorry anh em, mình đã sai lầm. Mình đã quá khinh thường. Ok. Ai cuối nè. Ai này là kiên thủ 5 lượt hả? Kiên thủ thì chắc là mấy mức độ cao nhất luôn chứ nhờ. Nó luôn sợ gì anh em. Mức độ cao nhất luôn. Lấy sao cho nhiều phần thưởng cho được nhiều. Chù choa kìa đấy. Cùng anh Sen băng qua đại dương anh em ơi. Cùng anh Sen vượt qua đại chiến nha. Ôi nhưng mà trâu quá vậy. Liệu chúng ta có cầm cự được 5 lượt hay không hay là bị tụi nó giết rồi. Rồi chưa gì Shisha đã bốc hơi rồi. Anh ấy bốc hơi như cái khí ga mà đấy đã từng làm. Chán thiệt. Một lượt đã chơi qua anh em ơi. Rồi một lượt đã chơi qua và tình hình vẫn đang rất là ổn. Bây giờ tới tuần thứ hai. Đóng băng luôn kìa. Đóng băng khống chế kìa. Hóa đá kìa. Hai lượt nha anh em. Hai tuần đã tới. Tuần thứ hai đã đến. Rồi, thằng kia đánh, tăng tốc luôn đi ha. Này hơi lâu, tại vì tụi nó CC mình quá. Rồi, mấy lượt rồi. Hai lượt rồi anh em ơi. Ba lượt. Đây là lượt thứ ba. Chu choa, trong cậy giờ anh Sen thôi. Trong chậu giờ cái lượng máu của anh Sen. Bốn lượt rồi. Yes. Nice anh em, win rồi, không cần phải đánh nữa đâu. Win. Đơn giản như đang dở. À, nhận hết quà luôn nè anh em, ngon chưa? Win sao liền. Trời ơi, đánh là phải win sao liền anh em, nói năng nhiều. Đây, clip sau mình sẽ cùng anh em nha, khám phá thanh niên NL chút trời thần lôi giáng thế nha. Còn bây giờ thì mình đã hoàn thành. Anh Sen đã giúp mình băng qua đại dương và vượt được 12 ải này và full sao. Cái này quá ngon lành. Cái này thì mỗi thứ hai đầu tuần sẽ làm mới một lần. Cho nên hẹn anh em vào tuần sau nha. Rồi, ok. Con đích này của bạn thì con đích này cũng khá là mạnh. Hiện tại thì đang đánh tới rồng xanh thì nên đang thua này. Đang đánh tới rồng xanh thua này anh em. Đấu trường thì hiện tại đang top bao nhiêu đây? Đang top 17 anh em à, xếp hạng cao nhất là top 4. Ồ, khá là ghê. Rồi, ok thôi được rồi. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like video, subscribe để kênh đầy đủ ủng hộ mình nha. Đây là cái series đại chiến Wano huyền thoại. Và mình mong là anh em sẽ ủng hộ cho mình thật là nhiệt tình. Đừng quên để lại một like, một subscribe, đăng ký kênh nhé.
Bạn nào chưa đăng ký kênh chưa subscribe thì ấn vào subscribe đăng ký để ủng hộ cho mình. Rồi ok được rồi. Bye bye anh em nha. Chúc anh em một ngày thật là vui vẻ và tuyệt vời. Bye bye.